Trong nửa cuối năm cần quyết liệt giảm lãi vay, các ngân hàng phải đồng hành chia sẻ đặt địa vị của mình vào người dân và doanh nghiệp. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tổ chức vào sáng nay. Những cái kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả bước đầu đáng khích lệ của ngành trong 6 tháng đầu năm, trong khi nhiều nước nâng lãi suất điều hành và tiếp tục thắt chặt tiền tệ, thì ngân hàng nhà nước đã đi ngược lại xu hướng. Theo đó, lãi suất tiền gửi bình quân còn 5,8% một năm, lãi suất cho vay còn 8,9% một năm, tức là đã giảm 1%, cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho hơn 11.200 khách hàng, với dư nợ trên 24.800 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục liên quan đến mặt bằng lãi suất cho vay. Cái mặt bằng lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay, vẫn còn cao so với khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Cao hơn so với mặt bằng mong muốn được hỗ trợ, chia sẻ của người dân và doanh nghiệp. Cái khoảng cách giữa lãi suất thực với cái lạm phát là còn cao. Theo báo cáo và theo đánh giá của ông chí là 8,9%, cái lạm phát của chúng ta chỉ 3,29% thôi. Đó, như vậy là cái chênh lệch này còn rất lớn. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh nguồn vốn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, còn cho vay cũng là hoạt động sống còn của ngân hàng. Doanh nghiệp, ngân hàng là mối quan hệ cộng sinh, hai bên cùng có lợi. Vì vậy các giải pháp cần có tính kịp thời, bởi nếu doanh nghiệp gặp khó khăn không trả được nợ thì rủi ro nợ xấu cũng gia tăng. Cái người mà bị cấp cứu ấy vào ta cho kịp thời ấy thì chỉ mấy tiếng sau người ta đứng dậy người ta về thôi. Còn để mà người ta không kịp thời để người ta hấp hối ấy, thì có khi cả tháng nằm bệnh viện. Đối với ngân hàng cái tính kịp thời rất là quan trọng. Tôi chia sẻ với lại hệ thống ngân hàng, các ông chí cũng là doanh nghiệp cần phải có lợi nhuận, đồng hành chia sẻ cảm thông với khách hàng, với người dân, với doanh nghiệp. Đặt cái địa vị của mình vào cái địa vị của họ khi khó khăn. Trong anh có tôi, trong tôi có anh tí hoài mà một, tí một mà hai. Thứ ba là đối với lại doanh nghiệp. Khẳng định ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, Thủ tướng cũng lưu ý mạch máu có lưu thông tốt hay không chính là do hiệu quả hoạt động của ngành ngân hàng và vai trò điều tiết của ngân hàng nhà nước. Do đó, điều tiết thì phải nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung, khẩn trương xử lý cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống.